Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta quay trở lại chương trình với một chiếc xe cực kỳ thú vị và đặc biệt, đó chính là Uran Saika. Nói đến Uran, chúng ta có thể nói đến một bề dày lịch sử và các tính năng vô cùng đặc biệt của nó. Với thị trường hiện tại, với vô vàn những mẫu xe phân khối lớn, những mẫu xe mang đầy đủ những đặc tính hiện đại và cực kỳ nhiều những thứ thú vị khác, nhưng mà Uran vẫn giữ một vị trí cực kỳ đặc biệt trong tim của những người đam mê xe máy nói chung và những người đam mê xe ba bánh nói riêng. Với cái tên rất đặc biệt của nó, Uran, tên một dãy núi, nghe nó đã mang đậm chất hùng vĩ và sức mạnh tiềm ẩn ở trong nó. Ra đời năm 1941, có quá nhiều những cuộc tấn công của nước Cộng hòa vào thủ đô và cuối cùng là Stalin đã quyết định chuyển toàn bộ hệ thống nhà máy sản xuất mẫu xe này về dãy núi Uran thuộc Ukraine, và từ đó hãng xe chính thức có tên là IMZ Uran. Sau khi ra đời thì hãng xe này đã bổ sung vào lực lượng quân đội của Liên Xô cực kỳ hiệu quả và chống lại được rất nhiều những cái cuộc tấn công của nước Cộng hòa. Và sau cái sự thành công đó thì có rất là nhiều những cái mẫu xe khác ra đời, và đầu tiên đó chính là mẫu xe M72. Nó rất là đặc trưng của dòng xe Saika mà copy lại của M71. Tiếp theo đó là một loạt những cái sự thành công khác trong cuộc chiến của Liên Xô. Và về sau này khi mà chiến tranh kết thúc thì hãng xe đã quyết định sản xuất mẫu xe này với cái mục đích là dân sự, và có rất nhiều các mẫu xe tiếp theo được ra đời. Và đây ngày hôm nay thì chúng ta đang có một mẫu xe, đó chính là M67, một mẫu xe phải nói là tiền đẹp của Uran. Chúng ta đã rất là quen thuộc với mẫu xe này ở Việt Nam với cái tên gọi như là CRK hay là Motoba, và thường được nhìn thấy các lực lượng quân đội và cảnh sát đi rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn nữa và cùng tìm hiểu cái điều đặc biệt và thu hút ở chiếc xe Saika Uran này. Và ngày hôm nay là người bạn của tôi, anh Toàn, cũng sẽ đồng hành cùng chúng ta và cùng chia sẻ với chúng ta những câu chuyện hết sức thú vị về dòng xe này. Anh Toàn ơi, ngoài cái câu chuyện về lịch sử cũng như là những cái điều thú vị trong quá khứ của chiếc xe này thì chiếc xe này còn có điều gì đặc biệt nữa ở những cái thiết kế của nó? Chiếc Uran thì nó là một chiếc xe sản xuất để phục vụ cho quân đội, lực lượng vũ trang. Nhưng bây giờ chúng ta đang sử dụng nó để vào mục đích chơi, yêu nó. Trong cái thiết kế của Uran thì chúng ta đã biết là nó là một chiếc xe lệch không cân. Nhưng trong cái việc chúng ta sở hữu nó và đi được nó là cả một vấn đề, cả một quá trình. Với người chơi đó là luôn luôn phải có những sự học hỏi để mình điều khiển được chiếc xe đó an toàn hơn. Có thể thấy là nó không chỉ là một chiếc xe máy bình thường mà nó còn là một cái phương tiện tạo cho cái người chơi một cái sự thử thách và rèn luyện cái khả năng của bản thân. Và một cái điều thú vị nhất nữa ở chiếc xe này đó chính là cái khả năng điều khiển nó. Nó có rất là nhiều những cái kỹ thuật để mà có thể nhuần nhuyễn, để có thể lưu hành được nó ở trong những cái địa hình khó. Thì để làm được tất cả những điều đấy thì người lái xe phải trải qua những cái khóa học như thế nào? Trong cái khóa học có rất nhiều người có nhiều kinh nghiệm đi trước chúng tôi để coi như là dạy bảo chúng tôi về những kỹ năng đi, như đi về đường Sống Châu. Bao giờ cái đường nó cũng bom bê như thế này, cái bên thuyền của mình là đi bên phải, nó sẽ bị ngả về bên xe. Thì cái sự bênh thuyền của nó lên rất cao, nó sẽ mất lái và đâm sang đường bên kia. Đây có hai thanh răng, chúng ta có thể nới xe ngả ra ngoài hoặc vào trong thuyền. Anh đang vận hành chiếc xe trên đường, thế nhưng mà vô tình cái bên thuyền ấy, nó gặp một cái mô đất cao, nó sẽ tự lật xe
lúc đấy là anh sẽ không có cái phản xạ kỹ năng để điều khiển chiếc xe, nó cũng có thể đâm lấy sang một bên. Đấy, cho nên là người biết đi sidecar thì phải có những kỹ năng bình thường. Đấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy nó an toàn hơn. Nó là một chiếc xe lệch, chúng ta không thể coi như là cứ đi mãi bình thường được. Chúng ta đã vừa nghe được những cái lời chia sẻ của anh Toàn về cái kỹ năng cũng như là những cái kiến thức cần biết để có thể vận hành và chơi dòng xe này. Với rất là nhiều những cái điều khó khăn như vậy, với rất là nhiều thứ cần phải nhớ như vậy, thì tại sao cái dòng xe này cũng như là cái cách chơi này nó vẫn tồn tại từ sau Thế chiến đến bây giờ, và thậm chí là cái cộng đồng chơi cái dòng xe sidecar này ở thế giới cũng như các nước trong khu vực đến hiện nay đang rất phát triển. Khi mà vận hành dòng xe này ở những địa hình khó thì nó mang lại cho anh cái cảm giác gì khi anh vượt qua những cái địa hình khó? Mình đã đi khắp đất nước Việt Nam bằng chiếc sidecar này là bởi vì mình rất yêu thích là nó có một sức mạnh với bộ cỗ máy là 650 phân khối và tất cả mọi thứ đều có thể dễ thay thế và dễ sửa chữa. Đó là một chiếc xe tạo cho tôi một cảm giác an toàn nhất trong khi tôi đi tất cả những cung đường ở trong đất nước Việt Nam này. Wow, chúng ta có thể thấy là với những cái tính năng của nó, những cái cảm xúc mà nó mang lại đã ghim sâu vào trong trái tim của những người đam mê dòng xe này. Và cái điều mà làm cho người ta ấn tượng nhất với dòng xe này có lẽ đó chính là cái cá tính của nó, mạnh mẽ, đàn ông, trần trụi, và cái sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong cỗ máy 650 của nó. Và chúng ta sẽ cùng đến với một vài những lời chia sẻ của anh Toàn về cái kỹ thuật điều khiển chiếc xe Ura này. Vậy thì khi chúng ta điều khiển chiếc xe này ở trên những cái địa hình rừng núi, cua các thứ nó sẽ như thế nào khi mà thuyền nó đặt bên phải? Khi chúng ta điều khiển chiếc xe Uran, đó là Uran chiếc thuyền bên phải, khi chúng ta đi vào những đường cua tay áo, đường cua gấp, thì người lái xe thì phải chủ động nghiêng người về bên thuyền để tì cái thuyền lại để mình vào cua. Với những chiếc xe solo bình thường thì bạn có thể ôm cua, ngả cua các kiểu, nhưng mà với sidecar thì bạn phải tì bên thuyền để chống những cái cảm giác là khi bị mất lái của bên thuyền. Đấy là một cái kỹ năng của một người lái xe ba bánh. Cái kỹ năng mà lùi xe thì nó cũng rất là gần với cả cái kỹ năng lùi xe của ô tô, thì nó sẽ như thế nào? Chiếc sidecar nó có thêm cái hệ thống số lùi để thuận tiện hơn về cái vận hành cho chiếc xe. Nó khác với lùi một chiếc xe ô tô thì chúng ta lùi phải hết sức từ từ và cẩn trọng trong khi lùi, bởi vì cái phần xe đó, từ đây nó rất là nó dài nhưng mà nó bị lệch, thì có thể lùi một cái là động cơ đó là 650 mà nó rất là mạnh, nó có thể vật lái của bạn sẽ bị mất lái. Thì trong khi mất lái, trong khi lùi là dễ bị lật cái phần thuyền sang bên xe nhiều hơn. Anh em chơi thì người ta sẽ cần có cái số lùi để thuận tiện hơn khi đi vào các đường hẹp hoặc là muốn quay đầu hay gì đấy thì người ta sẽ có số lùi. Chúng ta đã vừa nghe những cái lời chia sẻ của anh Toàn về kỹ năng để có thể xử lý và chơi được dòng xe Ura này. Và một cái điều mà tôi thấy rất là thú vị nữa là chơi sidecar, chơi dòng xe Ura này nó thật sự là một cuộc chơi xứng đáng để thử. Nó mang trong mình quá nhiều những cái yếu tố về lịch sử, những cái sắc màu về thời gian cũng như là sự thử thách. Hẹn gặp lại các bạn.